và Motalit là pha sút góc đài xanh. Time has now come for us to step into the co-featured attraction of the evening. This one scheduled for 8 rounds in the men's lightweight division. First making his way to the blue corner at this time from Bangladesh. Please welcome Abdul Motali. Tiếp theo trong sự kiện ngày hôm nay của chúng ta sẽ là trận đấu rất được chờ đợi giữa boxing của Việt Nam Nguyễn Văn Hải và đối thủ đến từ Bangladesh, Abdul Motalib. Đây là Abdul Motalib, boxing năm nay 26 tuổi, thi đấu 5 trận chuyên nghiệp và giành chiến thắng cả năm, trong đó có 2 chiến thắng và knockout. Abdul Motalib sở hữu chiều cao 1m72 và sẽ là đối thủ của Nguyễn Văn Hải ngày hôm nay. Now to the red corner at this time. Please make some noise for Vietnam's very own Vin Van Hải. Và đây là cái tên mà chúng ta đều chờ đợi trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Văn Hải, nhà vô địch của Việt Nam, võ sĩ thống trị với những chiếc huy chương vàng liên tiếp tại giải Quyền Anh vô địch quốc gia, cũng như là những tấm huy chương tại SEA Games. Nguyễn Văn Hải là cái tên đã quá nổi tiếng với làng quần anh Việt Nam, là một tên tuổi gạo cội, là một tượng đài với bất cứ ai yêu muốn yêu mến môn thể thao này. Ở tuổi 35 thì Văn Hải đã gặt hái được rất nhiều thành công trong nước cũng như là quốc tế. Gần nhất tại sự kiện WBO Chapter 3 diễn ra cùng tại The Grand Hotel Swiss này thì Văn Hải đã vượt qua Su Xiao Tao bằng tính điểm. Một trận đấu mà Văn Hải đã vượt qua nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ rất mạnh người Trung Quốc. Và ngày hôm nay anh sẽ đối mặt với ẩn số đến từ Bangladesh. Trong buổi cân ký thì Văn Hải đã gặp phải sự thách thức tới từ Abdul Motalib. Và chúng ta cùng xem Motalib có thể làm được gì trước võ sĩ gạo cội của Việt Nam. All right, fight fans, here we go with the official introductions for the co-featured bout of the evening. This one scheduled for 8 rounds of boxing in the men's lightweight division. And your referee in charge of the action at the bell from Korea, Charlie Choi. Introducing first on my left, fighting out of the blue corner, wearing white trunks with yellow trim from Dhaka, Bangladesh. At yesterday's weigh-in, he stepped on the scales at 134 pounds, and as a pro, he remains undefeated in his campaign in the ring with 5 victories, 2 big wins coming by way of a knockout. Ladies and gentlemen, here is the number one ranked welterweight from Bangladesh, known as the Silent Killer, introducing Abdul Motalib. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, coming into the ring wearing white trunks with black trim from Hanoi, Vietnam. At yesterday's weigh-in, he stepped on the scales at 134 pounds, the same as his opponent, and in his campaign in the ring, he brings along a record of 5 victories, only 1 defeat, 2 big wins by knockout. Tonight, he aims to add another victory in front of his hometown crowd. Ladies and gentlemen, please welcome from Vietnam, Vin Van Hải. And now once again for the instructions, referee Charlie Choi. Good shoot.
Okay. Good luck. Honor. Round one. Và hiệp một trận đấu giữa Nguyễn Văn Hải và Abdul Muttalib đã bắt đầu rồi. Nguyễn Văn Hải của chúng ta là võ sĩ thi đấu góc đài đỏ và Muttalib là võ sĩ góc đài xanh. Và trận đấu rồi! Chưa trôi qua được 15 giây đâu! Giây và knock out chắc chắn có một tình huống overhead khủng khiếp từ Văn Hải khiến Muttalib không thể đứng vững. Hơn 10 giây để cho sát thủ thầm lặng của Bangladesh phải thầm lặng ngay trên sàn này. Thật không thể tin nổi với những gì mà Nguyễn Văn Hải đã thể hiện. Một cú overhand thực sự là quá khủng khiếp. Đã kết thúc ngay Abdul Muttalib, trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của Abdul Muttalib. Thật sự là chúng tôi không biết phải nói gì nữa. Thậm chí ở đây có lẽ nhiều khán giả cũng chưa biết điều gì đã xảy ra đâu. Chỉ hơn 7 giây thôi, bình thường sẽ là có thời gian thăm dò. Nhưng với Nguyễn Văn Hải thì khác, hãy cùng xem lại tình huống này. Tình huống mà Muttalib đã phải đo ván trên sàn đài sau cú đấm cực nặng của Văn Hải. Overhand đầu tiên của anh trong trận đấu. As well as the chairman of the Professional Boxing Commission, Mr. Samson Liu. Khi cân ký, Abdul Muttalib đã rất tự tin và thậm chí đã có hành động thách thức đối với Văn Hải. Và Văn Hải của chúng ta không nói nhiều, anh đáp trả bằng hành động. Một cú đấm không thể tin nổi, rất khó tin. Một tình huống overhand mà Văn Hải có lẽ đã dồn rất nhiều sức mạnh vào đó. Cú đấm khiến cho Abdul Muttalib không thể đứng vững và bây giờ vẫn đang phải chăm sóc y tế. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Theo quan sát của tôi thì cú đấm của Văn Hải đến ở giây thứ 12 của trận đấu. 12 giây để kết thúc màn so tài mà đáng ra theo dự kiến. All right, ladies and gentlemen, this action has now officially come to an end after 25 seconds of round number one. Your winner by way of spectacular knockout from Vietnam, Vinh Văn Hải. Xin chúc mừng chiến thắng thứ 6 trong sự nghiệp của Nguyễn Văn Hải. Và đây là lần thứ 3 Văn Hải có được chiến thắng vào knockout. Vinh Văn Hải, congratulations. There are many people here from Vietnam who come to see you. Is there anything you want to say to them? Yeah. Hải rất là cảm ơn những người hâm mộ và tất cả mọi người đã theo dõi và cổ vũ Hải trong thời gian vừa qua. Và Hải rất là xúc động và rất là hồi hộp và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và cổ vũ cho tất cả các boxer Việt Nam và quốc tế. Yeah! Ladies and gentlemen, once again, your winner, Vinh Văn Hải!